quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng cao, thêm 6 quận chuyển sang màu cam. Thanh Hóa lình xình quanh khu du lịch Động Tiên Sơn. Hoạt động vận tải hàng hóa ở Điện Biên tăng trên 17%. Bình Thuận bắt đối tượng nước ngoài trồng cần sa trái phép. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá mới nhất, Hà Nội có 8 quận huyện ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao về dịch COVID-19 tăng 6 quận huyện so với lần đánh giá cách đây một tuần. Cụ thể, các quận huyện ở cấp độ 3 gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Thành phố chỉ còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1, màu xanh. 21 quận huyện còn lại ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, thành phố vẫn ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Với mục tiêu trên 90% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều cơ bản được tiêm bổ sung và nhắc lại vaccine phòng COVID-19, chiến dịch tiêm đợt 22, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu tiêm mũi 3 cho gần 124.000 người. Đối với mũi tiêm này, cần lưu ý những vấn đề gì và việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng khi tiêm phối hợp các loại vaccine khác nhau trong 3 lần tiêm được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hơn 3.300 liều vaccine AstraZeneca và Pfizer sẽ được triển khai tiêm cho người thuộc các đối tượng bổ sung và nhắc lại mũi 3 phòng COVID-19. Đối với mũi tiêm này, khoảng cách tiêm một mũi bổ sung và nhắc lại sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến dưới 3 tháng. Công tác tiếp đón, khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và theo dõi sau tiêm được thực hiện như 2 mũi tiêm cơ bản trước đó. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những cái biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 thì việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3 là rất là quan trọng. Mũi 3 này sẽ giúp cho cái sức đề kháng của cơ thể rất là tốt và được các bác sĩ khám sàng lọc rất là cụ thể. Sau đó thì được các nhân viên cán bộ y tế tiêm phòng cũng nói về cái tác dụng của mũi 3. Sau đó thì cũng có nhắc đến vấn đề chất lượng và hạn sử dụng của thuốc. Và hôm nay cũng tư vấn là được tiêm những loại thuốc gì. Các loại vaccine được dùng trong đợt tiêm bổ sung và nhắc lại mũi 3 gồm AstraZeneca, Pfizer và Verocell. Đối tượng ưu tiên đối với mũi tiêm này là người cao tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm. Lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch để tăng khả năng bảo vệ cơ thể. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, đối với liều tiêm bổ sung và nhắc lại sẽ sử dụng loại vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc phối trộn tiêm bằng vaccine Pfizer đối với các trường hợp hoàn thành 2 mũi cơ bản bằng vaccine Moderna và Verocell. Việc phối trộn các loại vaccine khác nhau giữa các mũi tiêm đã được Bộ Y tế khuyến cáo đảm bảo an toàn và đưa vào tiêm chủng mở rộng. Hai mũi trước thì mình tiêm bằng vaccine Moderna, nhưng mà mũi này thì tiêm bằng Pfizer vì là Moderna hiện tại thì không còn thuốc. Mình được biết là ở trên thế giới cũng như là Việt Nam mình thì đều tiêm phối hợp các loại thuốc và đều có khuyến cáo của Bộ Y tế nên là cũng không lo lắng gì lắm. Tôi vừa mới tiêm mũi 3 xong nhưng mà cảm thấy cơ thể bình thường, không có vấn đề gì cả. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 cộng đồng tiếp tục tăng, trong lúc chờ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, người dân cần tiếp tục tuân thủ biện pháp 5K để phòng chống dịch hiệu quả. Sự bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19 thời gian qua đã đặt ra nhiều thử thách lớn đối với ngành y tế. Đáng chú ý, hệ thống y tế tuyến cơ sở cũng đã bộc lộ những yếu tố kém, bất lợi cần sớm được khắc phục để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Chỉ có 5 cán bộ y tế, nhưng trạm y tế xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vừa phải chống dịch, vừa phải thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Trong khi đó, trang thiết bị y tế thiếu thốn, địa bàn rộng và kinh nghiệm điều trị COVID-19 chưa có. Các cái lực lượng lấy mẫu xét nghiệm phải đi đến các cái địa điểm của bản xa. Lực lượng y tế tại các trạm y tế bây giờ có khoảng 4 đến 5 cán bộ. Vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giai đoạn này thì hết sức là khó khăn. Trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với trên 500 F0
nhưng chỉ có 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng chăm sóc y tế. Việc chăm sóc F0 đã quá tải, trạm lại phải gánh thêm phần việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, nên nhân lực đã mỏng, nay lại càng thêm mỏng. Cái đợt dịch này nó quá nặng, thành ra có một số cái trường có nó làm như nó liên tục và cái số ca nó tăng lên, thành ra công việc nó cũng hơi quá tải về sức lực rồi những cái, nhưng mà nói chung là mình cố gắng và mình làm liên tục. Sau gần 2 năm đương đầu với đại dịch COVID-19, y tế cơ sở trên cả nước đang bộc lộ những điểm yếu, nhiều trạm không đảm đương được nhiệm vụ khi dịch xuất hiện, các ca F0 tăng nhanh. Đặc biệt tại các khu công nghiệp, các trạm y tế không thể tiếp cận và không đủ năng lực để kiểm soát và điều trị khi dịch bùng phát tại đây, khi số ca tăng theo cấp số nhân. Định vị lại hệ thống y tế cơ sở trên cả nước đang là điều cần thiết để thay đổi mô hình hiện nay sao cho phù hợp với tình hình mới. Định vị được 3 cái trụ cột chính, đó là khám chữa bệnh, dự phòng, nữ hộ sinh, và trong đó đặc biệt là quan tâm đến, chú trọng đến cái can thiệp cá thể hóa theo nguyên lý học gia đình, và ngoài ra thì còn cần quan tâm đến vấn đề điều chỉnh sự cân bằng giữa hệ thống chăm sóc ban đầu và hệ thống bệnh viện là những vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới. Trong bối cảnh hiện nay, tái định vị lại cấu trúc mạng lưới và sự vận hành chức năng của hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo sứ mệnh của hệ thống này cần được thực hiện hơn bao giờ hết. Đặc biệt tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp tập trung, mạng lưới trạm y tế xã phường cần được điều chỉnh để bám sát địa bàn dân cư, đảm bảo nhân lực y tế tương thích với yêu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay. Mới đây, các hãng hàng không đã công bố lịch bay quốc tế trong thời gian tới. Trong đó, Vietnam Airlines cho biết sẽ khai thác trở lại 15 đường bay quốc tế từ đầu năm sau. Vietjet và Bamboo Airways cũng công bố kế hoạch bay châu Á và châu Âu. Vietnam Airlines cho biết việc nối lại các đường bay sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn và phụ thuộc vào việc phê duyệt triển khai của các cơ quan chức năng. Tần suất khai thác tùy thuộc vào sự phân bổ của Cục Hàng không. Vietjet Air thông báo dự kiến khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn 1, dự kiến bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2022, các trạm bay sẽ được khai thác từ một chuyến khứ hồi một tuần và tăng lên theo nhu cầu của người dân, du khách và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Giai đoạn tiếp theo, Vietjet Air dự kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến các quốc gia khác trong khu vực cũng như xa hơn đến Ấn Độ, Nga. Cùng với các đường bay, nhiều khu du lịch cũng đã rục rịch mở cửa để đón khách trở lại. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, một khu du lịch đang gặp nhiều vướng mắc trong vấn đề pháp lý. Từ nhiều văn bản bất nhất, lúc đúng, lúc sai của chính quyền các cấp tại tỉnh Thanh Hóa đang đẩy doanh nghiệp đầu tư từ lúc sơ khai trong lĩnh vực du lịch ra khỏi dự án. Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch văn hóa Hàm Rồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy đã trình các cấp thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng động Tiên Sơn. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, Công ty Kim Quy đã đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Tới nay, công ty này đang đứng trước việc bị thua lỗ do vướng mắc trong việc hợp tác kinh doanh với Ủy ban Nhân dân phường Hàm Rồng và tính pháp lý của di tích động Tiên Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh là phải có những cái vào cuộc để xem xét về cái môi trường đầu tư. Vì chúng tôi là những người tỉnh ngoài, theo những kêu gọi đầu tư của tỉnh thì chúng tôi cũng đi vào đầu tư. Nhưng mà đến dự án hoàn thành đi vào hoạt động sử dụng ổn định thì bây giờ lại thanh lý hợp đồng rồi nó không nói đến tiền bồi thường của chúng tôi, thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn về cái chuyện về cái môi trường đầu tư ở đây cả. Theo kết luận của Thanh tra thành phố Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, việc Ủy ban Nhân dân phường Hàm Rồng ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy là vượt thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật. Do đó, đơn vị này phải chấm dứt hợp tác theo hợp đồng đã ký và giải thể Ban Quản lý động Tiên Sơn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa luôn khẳng định việc hợp tác này đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận và phù hợp. Trước khi thực hiện kết luận của Ủy ban thành phố, thì phường Hàm Rồng cũng có trao đổi và có thương thảo với Công ty Kim Quy về cái vấn đề phối hợp với phường để thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì Công ty Kim Quy chưa thống nhất về cái việc thanh lý nếu như mà không có phương án bồi thường. Tuy nhiên thì cái vấn đề này thì về thẩm quyền của phường á thì sẽ báo cáo với thành phố
kiểm kê báo cáo với thành phố theo quy định thôi, chứ còn phường cũng không quyết định được cái việc là bồi thường hay không. Đối với tính pháp lý, di tích Động Tiên Sơn được công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 1993 nên doanh nghiệp không được phép khai thác. Tại kết luận của các đơn vị chức năng chỉ ra rằng hồ sơ lưu trữ về việc công nhận xếp hạng di tích không còn lưu trữ đầy đủ, còn văn bản ý kiến quan điểm khác nhau về việc công nhận xếp hạng di tích. Thực tế, quyết định 396 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa cũng xác định Động Tiên Sơn chỉ là khu du lịch và có nhiệm vụ hỗ trợ phát huy giá trị di tích Hàm Rồng. Tới năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa vẫn đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh với Động Tiên Sơn. Thế nhưng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cấp lại bằng xếp hạng di tích Động Tiên Sơn như một sự thừa nhận từ năm 1993. Qua các cơ quan thẩm định thì bắt đầu mới công nhận được là di tích, chứ còn thực tế thì cái đó đã được công nhận di tích. Còn tất cả những cái hồ sơ nó giấy tờ nó thất lạc thì đó là cái trách nhiệm của cơ quan chức năng chuyên môn, Tới nay, các hạng mục công trình tại khu du lịch Động Tiên Sơn đều do doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý. Chưa kịp thu hồi vốn, công ty Kim Quy phải ra đi từ những văn bản lúc đúng lúc sai của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Còn tại tỉnh Lào Cai, công trình thủy điện Phúc Long, huyện Bảo Yên hoàn thành, bắt đầu tích nước và vận hành từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 thì chính thức phát điện thương mại. Trong quá trình tích nước, thủy điện Phúc Long đã làm sạt lở nhiều điểm, làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông chảy. Ngôi nhà này của chị Thúy được xây dựng kiên cố và ổn định từ nhiều năm nay. Nhưng từ khi nhà máy thủy điện Phúc Long tích nước vào khoảng tháng 6 năm 2021, thì nền và tường nhà bị lún và nứt nghiêm trọng. Sau khi thủy điện nó dâng nước lên thì là toàn bộ hệ thống này, nhà ở rồi là công trình vệ sinh, ống nước, thoát nước là đều bị lứt lún và kéo xuống rất nhiều, há rất to và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nên là cũng vừa ở nhưng mà cũng rất chi là lo lắng về nhỡ chẳng may là nó sập nó lún xuống. Cũng trong tình cảnh tương tự, nhiều gia đình đã hàng chục năm bám trụ trên mảnh đất này, nhưng khi thủy điện tích nước đã làm đảo lộn cuộc sống của họ, sinh sống trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại luôn nơm nớp nỗi lo. Từ trước chưa làm thủy điện thì gia đình nhà tôi thì chưa bị anh ạ. Từ bắt đầu thủy điện nó làm xong ấy, xong dâng nước, thứ hai là bắt đầu nhà tôi bắt đầu bị nứt dạn. Thứ nhất là bờ suối này nó bị sạt hết. Sau khi thủy điện dâng nước được tầm một tháng thì bắt đầu là có sự lún sụt và bây giờ sụt rất là nhiều. Cái bờ tường là cũng sập mất rồi, bây giờ tôi phải gán gỗ vào. Mà cũng sợ là chỉ một thời gian sau là nó sẽ sập hẳn. Mà sập hẳn thì tài sản của tôi đấy, lợn gà tôi đấy có khả năng nó sẽ xuống sông hết. Theo thống kê, có 296 hộ gia đình trên địa bàn huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng sau khi thủy điện Phúc Long dâng nước. Trong đó có 44 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền và người dân nhiều lần làm việc với đơn vị quản lý nhà máy này. Tuy nhiên, việc đền bù vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi đã có rất nhiều lần làm việc với công ty thủy điện Phúc Long để yêu cầu công ty thủy điện phải giải quyết dứt điểm các cái hiện tượng mà lún sụt rồi là nứt nhà cho bà con. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì thủy điện Phúc Long cũng vẫn chưa giải quyết dứt điểm được. Trước cái tình hình như vậy thì chúng tôi tiếp tục yêu cầu thủy điện Phúc Long phải thực hiện cái việc là giải quyết tất cả những cái khó khăn vướng mắc cho bà con nhân dân. Không có sự hợp tác của chủ đầu tư dự án nên hàng trăm hộ dân ven bờ sông chảy đang sống trong thấp thỏm lo âu vì tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Không chỉ mất đất sản xuất mà nhà của họ có thể đổ ập xuống lòng sông bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, việc đi lại hạn chế, dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng trực tiếp, song các đơn vị doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động, khối lượng vận chuyển tăng hơn 17% so với năm 2020. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh tại nhiều địa phương, dịch vụ vận tải là lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh. Trong đó, dịch vụ vận tải khách giảm 23% so với năm 2020. Đối với hoạt động vận tải, khối lượng vận chuyển hàng hóa vẫn duy trì tăng trưởng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt gần 4,6 triệu tấn, tăng trên 17% so với năm 2020. Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 210 triệu tấn, tăng 18,6% so với năm trước.
Tổng doanh thu từ hoạt động vận tải ước đạt gần 970 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2020. Thời gian qua, ngành công thương tỉnh Hưng Yên đã tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, nhà vườn kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp tiêu biểu bằng nhiều hình thức, trong đó có việc hỗ trợ tuyên truyền quảng bá các sản phẩm OCOP. Năm 2020 và 2021, Sở Công Thương phối hợp với thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào hỗ trợ hai mô hình cho các hợp tác xã và chủ cửa hàng quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP. Đó là cửa hàng kinh doanh nông sản tươi và đã qua chế biến tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên và một hợp tác xã mộc mỹ nghệ tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Hình thức hỗ trợ là trang bị biển quảng cáo, các kệ đựng hàng, truyền thông sản phẩm trên trang website của ngành và các phương tiện thông tin khác, kết nối với một số kênh tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, các hợp tác xã, chủ cửa hàng nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, nhập các sản phẩm có xuất xứ và được các ngành chức năng kiểm chứng trước khi đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi hơn. Năm 2022, ngành công thương sẽ hỗ trợ thêm 5 mô hình nữa. Nhằm nhân rộng và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, trong thời gian qua, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển và nhân rộng 49 vườn mẫu tại địa phương. Trong đó, 49 vườn mẫu này gồm các loại cây trồng là sầu riêng, bưởi da xanh, điều, sâu tằm, được triển khai tại các xã là Đức Phổ, Quảng Ngãi, thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát, cùng với khuyến khích, tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp để nhân rộng diện tích vườn mẫu. Huyện Cát Tiên đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để xây dựng vườn mẫu, tổ chức cho bà con nông dân học tập tham quan mô hình. Được biết đây là một trong những chương trình nhằm nâng cao giá trị kinh tế cũng như thu nhập cho người dân. Qua đó giảm diện tích canh tác có thu nhập dưới 50 triệu đồng một hecta của huyện Cát Tiên. Dịp cuối năm, tình trạng người tham gia giao thông trong tình trạng sử dụng rượu bia có xu hướng gia tăng. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cả nước trong dịp cao điểm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm xử lý các hành vi nói trên. Rồi, là 07285. Kết quả cụ thể của anh đo đây này, nó là 0,28 đúng không? Nó trong khung từ 0,25 đến dưới 0,4. Vâng. Nhá, nó quy định tại hôm nay nhà em có dỗ. Nhà em nó dỗ em đang đi về. Thì bây giờ em uống có 2 chén rượu thì bây giờ thổi thì chắc là bị quá thì em chấp nhận là em ấy thôi. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tiếp xử lý 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Hầu hết các ma men này đều có chung một lý do. Bởi vì là tớ là vừa mới đi ăn lấy xong ăn dỗ xong thì đi về nhà thôi chứ ở đấy làm sao không ngủ được ở đấy đâu mà đi ngủ. Theo thống kê trong vòng hơn một tuần ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ hàng trăm phương tiện. Con số trên cho thấy sau chuỗi ngày dài giãn cách xã hội, không ít người tham gia giao thông đã có tâm lý chủ quan, lơ là dịch bệnh và bất chấp quy định uống rượu bia khi tham gia giao thông. Người dân sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông không chủ động được về tốc độ của mình, dẫn đến là tai nạn nó sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Khuyến cáo người dân trong những dịp mà dịch bệnh đang phức tạp như này, đề nghị mọi người là nên ở nhà và hạn chế tối đa tụ tập đông người những nơi, những cái quán để tránh cái tình trạng dịch bệnh lây phức tạp hơn. Không uống bia rượu, không có nồng độ cồn ở trong người khi tham gia giao thông là... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tết Dương lịch đang cận kề với kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện, sử dụng rượu bia, ma túy và chất kích thích. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Shetko Dimitri, 33 tuổi, quốc tịch Nga, về hành vi trồng, sản xuất và tàng trữ trái phép cây cần sa trong nhà. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 27 cây cần sa tươi, kích thước cao khoảng từ 1 đến 2 mét, được trồng và chăm sóc trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ cho cây. Ngoài ra còn thu giữ thêm 3 kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều tang vật liên quan. Số cần sa này được đối tượng sử dụng và chia cho những bạn đồng hương đang sinh sống trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.